Stanley cuốn nhựa là Stanley cuốn có giá thành rẻ nhất, độ bền tuy không cao nhưng vẫn đảm bảo các tính năng sử dụng cơ bản, phù hợp với nhu cầu sử dụng ngắn hạn hoặc mua số lượng lớn để tiết kiệm chi phí. Banner thường sử dụng đi kèm là bản EPP cán bóng hoặc M với hai loại kích thước là 60x160 và 80x200cm. Sản phẩm cấu tạo gồm một hộp nhựa chứa hình ảnh, thanh chống ba khúc sơn tĩnh điện màu ghi và thanh nẹt trên bằng nhôm. Sản phẩm có thể thu gọn và bảo quản trong túi đựng chuyên dụng, thuận tiện cho việc di chuyển.